bữa nay á thì mình lên mình theo như yêu cầu của cô chú Khánh là người giúp đỡ cho bà Hai có được căn nhà tình thương này á, thì mình lên để mình sửa cái bảng hiệu kỷ niệm lưu niệm này lại, tại vì cô chú Khánh á, thì thật sự là cô chú Khánh đã xa quê rất là lâu, cho nên á, là cô chú Khánh mong là ông bà cô chú anh chị cũng thông cảm cho cô chú Khánh, thì khi mà xa quê á, thì nhiều khi là cái tiếng Việt á, cô chú cũng không có rành hiểu được cái nghĩa của nó nhiều, cho nên là cô chú Khánh nhờ mình lên gắn lại cái tấm bảng ở trên đó lửa hỏa, mình gắn là mái ấm tình thương. Nhưng mà con cũng xin thay mặt cho cô chú Khánh á, là xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã góp ý cho cô chú để cô chú có thể chỉnh sửa cái tấm bảng hiệu này kịp thời kịp lúc. Sao mở không được vậy? Vậy á, nó móc ra. Cái này là hôm nay là tiền đi ba lần sửa cái tấm bảng hiệu này lại rồi. Lần đầu tiên là mấy lần đầu tiên là mấy ấm tình thương. Tình thương, tên Hương Vị Đồng Quê. Chữ cái chữ nhỏ. Lần thứ hai á thì bắt đầu tiền nghe không rõ, mình kêu sửa lại thành cái bảng này nhưng mà tiền lại nghe không rõ, tiền chỉ sửa cái chữ thôi chứ còn cái sửa cái chữ bự chữ nhỏ thôi, chứ còn cái thay đổi cái chữ nhà tình thương thì tiền không có nói với người ta. Cái tấm này là cái tấm thứ ba lận, cho nên là kệ không có sao, miễn mình mong là làm hoàn thành nhiệm vụ cho ông bà cô chú anh chị cũng như là cô chú Khánh cảm thấy vui trong lòng và cảm thấy ý nghĩa là được rồi. Từ từ. Cái này sao ta? Có đâu, gỉ nó cả hết mà. Gỉ hả? Ừ. Cái mình chắc là mình phải dán chồng lên á, mình dán cái bảng này chồng lên cái bảng kia để cho nó chắc luôn, đừng có sợ lỡ cái bảng kia là anh Cường anh gắn rồi, bây giờ dán chồng lên thì cho nó chắc. Vậy hả cậu Út? Dạ. Thôi chừng cái này nó văng vô mắt là chết luôn. Ơi, cắt sâu dữ rồi. Ủa, móng nằm tên này là hả? Ủa, hình như nó có nè. Ủa gì kỳ vậy? Ừ, được rồi nè. Được rồi, ai biết. Tưởng đâu giống mấy cái loại kia. Con sửa, con dán lại nha cậu Út. Dán lại. Tới không? Dạ. Tới à? Tới, chắc tới. Cao quá nè. Nó tất đóng gấp con này nè. Dạ. Nhẽo cái gấp bên này không? Ê hả cậu? Ừ. Nhẽo lại cái cho nó cứng cái đó đi. Nó gấp ở trong á ai? Nè, nó nhẽo nè. Ở giữa kìa. Ở trong giữa thấy không? Ừ. Không phải chứ, giữa cái bảng nó tróc cái giữa cái chữ cái gió mình đâu có xài nữa đâu. Chút mình dán này lên mà. Làm hồi hết cho keo nè. Ủa hết chưa? Thì tao không còn cá nữa kìa. Còn có miếng hả? Còn có. Vậy hả cậu? Keo chút xíu. Còn hay tao còn thì qua. Cậu lấy cho con đi, cậu lấy cho con đi. Tao còn. Dạ. Vậy được rồi ha. Có đăng. Được rồi cậu ơi, chắc được rồi cậu ơi. Lẹ này nó khô, gió cái này nó khô liền á. Này con đang sát mà. Từ từ. Rồi ụp lên đi Phan, ụp lên đi, từ từ chế theo cái gì không? Được, không sao. Có gì đâu. Còn cây không, còn cây nó cái ấy luôn cho chứ. Đi
ví dụ cắt keo nó chai đi. Dạ. Cắt chai nữa chứ tét rồi kiếm được. Nhưng con đứng con nhịn hoài vậy tới ngày mai cũng không mà cậu. À cắt đi, cắt đi. Cắt trắng luôn. Sao kỳ ta? Tháo ra cắt tét vô nữa đi. Tét vô để ướt thôi. Ướt mà. Tét vô ướt dữ kìa. À tháo miếng gai gắn miếng khác vô. Này bữa hả anh Cường gắn mặn này hả cậu? Ừ, keo á. Gắn mặn keo này hả? Anh Cường có rụt bốn cái chân, có bốn cái lỗ kìa. Có đó, phải không? Không có, không có ông Cường có keo bự nè. Đây nè, đây nè, đúng rồi. Nó bị hở cái chỗ này nè. Ừ. Ông gỡ cái hở cái cục này ra là nó dính nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế nào? Ờ, à, ông sẽ gỡ cái cục này ra nó dính nè. Có gắn keo ông Cường cũng có keo bự á. Keo sắt hay là bự á. Gì vậy? Đó, đi cậu. Chưa được cậu ơi. Lấy chai nữa, cây tét nó ướt cái để ngồi. Nó ướt nhẹp à. Nè nó còn ướt nghe, con còn dính lên nó còn ướt nè. Nó tơn quá ta. Nó tơn quá. Cái mặt nó tơn chứ keo mình tơn á. Ủa sao vậy chứ phải hỏi anh Cường dán mặn gì cậu? Đừng keo. Keo gì? Keo bắn sắt cây lội ta bự vậy. Keo non, keo bắn á. Keo bắn á. Vậy giờ sao dán? Hả? Vậy sao con dán? Mua con keo hai mặt bằng mút á. Ịn lên cái nó dính hoài. Bị cái đó vài bữa chừng năm cái nó rớt hả? Ai đâu có phải làm vậy? Cái này chắc nó tơn quá, bị cái đó nó tơn chứ cái này nó tơn. Ừ. Tơn còn kia nó ịn vô cái tường nó dính à. Có miếng ha. Không, cái sắt nghĩ nãy giờ nó khô rồi, cái sắt lẹ khô dữ lắm. À. Hay nó chưa khô còn không tình. Nó còn ồ keo còn cái thúng giọt keo là bự á. Ừ. Nè nó còn ướt nhẹp mình chạy qua chạy lại đây nè. Nó tơn, cái này nó tơn quá cậu ơi. Ướt lại này này là cái điều đi. Ừ. Cái em nhắn biết làm sao ta? Sao kỳ ta? Cái này nó tên quá. Ha là phải đóng đinh cậu. Để hỏi dính rồi. Dịnh hoài, đừng có cho chạy qua chạy lại, nó không bị trật á. 3 tiếng hồi chứ. Nước đi. Rồi đang ngoài cái tướng này đứng rồi. Nếu mà con dặn cậu nha. Nếu mà lỡ nó có rớt ra, cậu giác lại một con nha. Làm sao cho dính đóng khoang cái có bốn cái lỗ nè cậu. Để ở dưới luôn, để nước thì đều. Dưới á. Đâu có ở dưới nó bị trống rồi tại bản bản sau nó bự hơn bản trước. Cái cầu nó dính cái dính luôn hả? Ừ. Đó, thấy chưa? Ừ. Thì đi hả chừng nào mà nó rồi nhiễu lên đi. Nó ai có ấy á. Thì cậu ấy lại dùng con ngăn cậu. Ừ, nhiễu hết chứ đó vòng nhiều vòng đó cho nó xô nó dính lại. Đó. Dạ. Xuống luôn, xuống mé luôn. Ừ, đánh hết chai luôn. Cậu ơi. Cái này nhỏ thôi. Bây giờ thì con cũng có một lời giải thích tại sao á là cái bản lưu niệm này lại ghi là hương vị đồng quê chứ không phải là ghi tên của Quý Mạnh Thường Quân, đó là cô chú Khánh. Thì câu giải thích được con giải thích thì câu giải thích nó là như vậy. Cô chú Khánh muốn lưu niệm lại kênh Hương vị đồng quê. Có nghĩa là ở trong kênh Hương vị đồng quê thì bao gồm có tất cả Quý Mạnh Thường Quân và Quý Phan, cũng như là tất cả ông bà cô chú anh chị đang theo dõi cho kênh Hương vị đồng quê đã có một cái tấm lòng yêu thương, thương mến gia đình bà Hai. Rất là quý bà và ai cũng mong muốn cho bà Hai được nhìn thấy ngôi nhà trong mơ của mình mà cả một đời của bà Hai chưa được nhìn thấy và rất là mong muốn có được ngôi nhà này. Thì cái bản hương lưu niệm để tên Hương vị đồng quê có ý nghĩa như vậy. Thì con cũng mong là ông bà cô chú anh chị hiểu cho cô chú Khánh
vì sao mà cô chú Khánh yêu cầu con làm cái bảng để tên Hương vị đồng quê là như vậy. Con cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Từ hôm đó tới nay thì cô chú Khánh là Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà Hai ngôi nhà, nhưng mà gia đình của cô Út thì hình như là chưa có ai biết mặt được cô chú Khánh gần sao hết, cho nên là bữa nay thì con cho cô Út nhìn thấy biết gia đình của cô chú Khánh. Đây là cháu của cô, đây là cháu luôn, còn đây là chú Khánh, đây là chú Khánh, dạ đây là chú Khánh, đây là cô vợ của chú. Để con cho cậu Út biết được là người Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mình mặt ra mặt mũi của Mạnh Thường Quân gần sao. Gia đình chú Khánh đông vui vậy? Dạ. Rất chúc khỏe. Dạ, cậu Út muốn gửi lời chúc sức khỏe chúc tới khỏe cho chú Khánh. Gia đình của cô chú Khánh. Nói chung ít cứ đi đâu không có gần không nữa. Dạ. Rồi lấy cho em hộp sữa em xua nhỏ đi. Chị hết em xua rồi em. Dạ. Chị lấy cho em hộp sữa của người lớn tuổi đi chị. Bây giờ chỉ có loại 250, 220 với 150, em có mấy loại nào? Lấy cho em loại 250. Dạ chị xíu nha. Dạ. Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị thân yêu. Bữa nay thì mình lên nhà của bà Hai thì mình được biết là bà Hai đã được mấy cậu với mấy dì với Dượng dẫn lên nhà rồi. Thì đáng lẽ là bữa đó mình lên, nhưng mà bữa đó không ai cho mình Hai hết. Thì cũng đột sức. Dưỡng Hai như là gì mợ Tư nói thì Dưỡng Hai tỷ gì hôm đó thì mợ có nói là bữa 29 dọn nhà đem lên nhà mới, là cũng như dọn nhà với đem bà ngoại lên, đem mẹ lên nhà mới. Mà Dưỡng Hai á Dưỡng ở Tài Vinh, Dưỡng về Dưỡng thăm cái làm nhà rồi chưa về đây thấy thợ mần xong cái nhà rồi Dưỡng mừng quá, Dưỡng chụp đem ngoại đem dọn đồ lên hết trơn. Thì mợ cũng không hay nữa, Dưỡng nhờ ổng về mà dọn đem lên ngoại, mợ cũng không hay luôn. Cái bữa sau mợ mới lên thấy dọn nhà, hỏi anh Hai về nào không, anh về anh chơi, anh thấy mừng quá đem ngoại lên, để mai mốt anh không có về nữa. Thành ra đem lên tên nói ủa làm gì kỳ, chắc Khánh nó buồn nó, để bữa đó mợ có nói Khánh là bữa 29 mợ đem ngoại lên dọn nhà lên đặng nói Khánh lên đặng quay. Ai về ấm dọn rồi mợ hai bữa sau lên mợ nói thôi vậy chắc Khánh buồn của mợ, buồn mợ nữa. Cái gì mợ nói mợ điện Khánh hồi sáng, mợ điện Khánh là hai lần. Dạ. Thì mà không biết Khánh đi có đi không mà không nghe bắt máy thôi, rồi chắc Khánh nó giận buồn mình. Con đâu có giận mợ đâu. Ờ, tại cái vì mợ sợ con buồn mợ nữa, bị mợ không... người lớn mà ăn nấu gì kỳ quá. Không phải mợ nói. Mợ biết sao không? Tại vì con cái điện thoại của con á, rồi mẹ con nghe điện thoại. Ừ. Mẹ con nghe điện thoại của mấy cô chú với Mạnh Thường Quân. Là đâu cả mấy tiếng, hai tiếng mấy đồng hồ luôn á. Rồi mợ gọi con không có hay. Tại con đưa điện thoại của con cho mẹ con nghe. Còn con không có giận mợ, tại vì ở nhà mình mừng, người đem bà ngoại lên càng sớm càng tốt, con còn mừng nữa. Mợ sợ Khánh buồn bị nọ, mợ nói vậy. Dạ. Rồi cái lên cái bữa sau mợ lên cái ủa tại ơi sao anh về anh đem lên sao không có nói, mợ cũng hai bữa là mợ không có lên, bữa sau mợ mới lên. Dạ. Mợ cũng hai lần. Mợ cũng hai luôn. Dạ. Cái mấy đứa cái bữa đó anh về cái rồi mợ lên cái mới chín thôi, rồi anh Hai anh về anh mừng quá, tại thấy thợ xây cái nhà cho ngoại rồi mừng quá đem ngoại lên luôn. Cái mợ mới nói thôi làm vậy chắc Khánh nó buồn mợ quá. Không có, mợ đừng có nghĩ gì hết. Cái này là hồi nãy mình ghé cô chú Khánh nhờ mình mua cho bà Hai hộp sữa, rồi mình mua sữa Enso mà hết rồi. Rồi cái mình mới mua hộp này cho bà Hai. Mợ Tư bỏ vô chút nữa. Sữa kia bà Hai uống hết chưa mợ Tư? Bà uống thì cũng còn cơ. Dạ. Thì con sợ hết, con không biết hết chưa, con mua đại lên luôn thì mai mốt uống sao cũng được. Giờ mình vô thăm bà Hai. Vì mợ Tư vô trước đi mợ Tư. Mày thôi mợ đi vô đây đi con, đi vô đây đi vô nha. Mày tránh bị cướp đi vô. Mình đâu. Nhìn ngon ghê chưa tẹ, thấy không? Cái này là ở dưới lên hả mợ? Ở dưới đem lên đi.
vậy quá. Con giọng ghê hả? Giọng gãi ha. Vừa đem qua đây cái liên quan mà để cái tủ thờ. Rồi á. Đây có một bộ để cái bàn. Cái bàn để ngồi uống nước trà, họp hội gì anh em hội họp uống nước trà cũng được. Rồi cũng được gãi. Đây có bộ liên quan. Cố ngủ đây ha. Ngủ đây. Tên bà mẹ mẹ của bà mẹ gì ngủ trong này. Dạ. Đây có cái cửa buồn lịch sử đó. Ai mua cửa buồn không anh? Gì bãi như quà, sao chị thấy bán nó chị mua qua cái teo nè. Hả? Đó, mua cái buồn, rồi cái mua cái buồn đó luôn. Thì mua chổi rồi mừng quá, đưa được cái nhà mới mừng quá. Rồi. Rồi. Mình rất là vui, vui giùm bà hai. Mình đây ra thêm các cửa buồn nữa nè. Dạ. Đó. Khánh lên thăm má nè. Con thưa bà hai. Bà hai này là giá rồi đó. Ở đây mừng quá, mừng quá, lên nhà mới có khỏe rồi đó khách. Dạ. Ôi mừng quá con. Dạ, bà hai mừng quá hả? Ờ, à, con mừng quá. Dạ. Mơ ước của bà hai cả đời người phải không? Bà hai nay khỏe không, có hổm chưa? Nay có đỡ không hổm? Dạ. Bữa nay bà hai nói chuyện lên tiếng nghe chứ bữa hổm nói chuyện không hỏi. Còn đến sắp năm ngoại mừng quá đi. Dạ. Ngoại mới cảm ơn con nha. Dạ, con đâu có con cán gì đâu, cảm ơn con. Ông bà cô chú Mạnh Thường Quân với lại tất cả mọi người ở trong kênh Hương Vị Đồng Quê gửi lời á, cảm gửi lời thăm chúc sức khỏe tới bà hai, chúc cho bà hai á vượt qua cơn đau bệnh của tuổi già. Mọi người mong á là được cái ngày này á, từ lúc mà ban đầu con đi tới nhà thăm bà hai lần đầu tiên á, thì mọi người thấy là rất là thương mến bà hai, rồi mong muốn là được nhìn thấy cái lúc bà hai vui vẻ như bây giờ khi mà ở trong nhà ngôi nhà mới, ngôi nhà trong mơ ước của bà hai. Dạ. Nó lớn rồi. Dạ. Nó cảm ơn má nói. Bà hai ráng nha, con mua cho bà hai hộp sữa nữa kìa. Sữa là của cô chú Khánh, là người mà đã thay cho bà hai cái nhà. À. Okay. Bà bữa gấp đổi hơn, cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Đúng rồi. Mấy cô mấy chú cô, thì chú ở ngoài Mỹ. Dạ đúng rồi. Mấy cô mấy chú á, ở trong phim á là nói là nhìn bà hai á thì cảm thấy rất là nhớ mẹ, nhớ bà ngoại hồi xưa. À. Dạ. Cho nên là rất là thương mến bà hai. Rồi bà hai cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho nhiều vô, đặng khỏe lại nha bà hai, đặng ở trong nhà đi tới đi lui trong nhà, cầm chổi quét nhà được. Thì má nói cảm ơn mấy cô mấy chú ở ngoài tài trợ cho số tiền cất được cái nhà, thì má cũng cảm ơn rồi, nói lớn lên má, nói lớn lên này, cũng rất cảm ơn mấy chú ông ủng hộ. Cũng được cái nhà, cũng mong ơn được ở nhờ về cũng mới được có cái nhà. Dạ. Thôi con cũng không có. Dạ. Trời ơi, biết bao nhiêu nói. Dạ. Hồi mà bà hai, hồi nào tới giờ, lúc nào bà hai mơ có cái nhà? Bà hai mơ có nhà hồi lúc nào cho tới bây giờ? Biết chừng nào có. Dạ. Cất nổi. Nói nữa đi, không biết nào cất nổi thì cũng nhờ mấy cô mấy chú ngoại tài trợ cho cất được cái nhà, thì cũng rất cảm ơn, không biết nói gì hơn. Nó nói gì trời, được rồi mà tư má mừng mà hết biết nói gì hả. Bà hai mừng dữ lắm luôn á. Bà hai được rồi, được cái nhà thôi, muốn nào mừng biết tôi biết đó. Dạ. Bà hai hôm nay lên đây ở được ngủ được mấy ngày rồi bà hai nhớ không? Không biết bữa nào. Bảo lên bà có biết bữa nào vô bữa nào bà không biết nữa luôn á. Bữa anh về chắc không bữa ăn bữa mấy, mợ cũng không mấy nữa, không có bị anh về không có điện mợ mà cũng biết nữa. Dạ. Rồi bữa sau mà mới lên chắc cũng 26, 27 gì á. Dạ. Có 27 quá. Bà hai gán nha. Gán khỏe thì dậy thích chỗ cái nhà nha.
cá lui cũng mừng dữ lắm rồi. Nay làm như vui cái khỏe à, lại á, khỏe lại bà hỏi mấy bà mệt thế nên lên nhà bà mừng dữ lắm. Ừ. Tối bà hai ngủ ngon không? Ngủ nhà mới ngon không? Được. 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 Ở nhà ngủ cũng được, lên nhà mới mừng quá cũng mới được. Mốt mưa gió rồi ầm ầm rồi khỏi sợ gì nữa ha chị bà hai. Khỏi sợ sập nhà. Có sợ sập nhà, nhà lần mấy đợt tướng là bảo là bà sợ sập nhà. Ba mô sợ sập nhà nhưng biết ở đâu. Dạ. Giờ mưa cỡ dạ. Nào cũng hết sợ. Giờ mưa gió hết sợ rồi, hết sợ. Hết sợ rồi. Mừng. Dạ. Mừng quá. Mấy đứa nó đem giặt á, vô đây chứ gần vô đây, rồi vô để mừng quá thôi. Bà hai nói là bà hai ginh cái ngày mà dưỡng hai vẫn ginh bà hai vô đây á thì bà hai mừng quá chừng luôn. Con thấy bà hai á mừng, con cũng mừng nữa bà hai. Thì ở đây là có nhiều ông bà cô chú anh chị cũng cả mười mấy 20.000 người lận ngang là mừng cho bà hai. Rồi bà hai nằm đây nha, con ra ngoài con đi vòng vòng chút, con coi cái nhà coi cái cửa nha. Đây là cái cửa thao của nhà bà hai. Thì bữa hổm như cái clip trước á thì anh Cường có nói là tại vì không có anh Cường làm không có bị không có lời cho nên là nó bị thiếu hụt cái phần đó rồi thành ra không có cái cửa ân sau. Thì mình có trình bày cái sự việc đó tới cô chú Khánh thì cô chú Khánh mới nói là thôi vậy thì hỏi anh Cường bao nhiêu tiền cái cửa sau nữa thì cô chú Khánh sẽ làm cho bà hai luôn cái cửa ở đằng sau. Thì mình nói với anh Cường rồi thì anh Cường nói là cái cửa này là trị giá 1.500.000 đó. Rồi anh Cường để đây rồi chuẩn bị gáp vô chắc là chiều nay hoặc là ngày mai là anh Cường gáp á. Đúng 14. Rồi. Ừ đúng rồi, bị gì bữa nay á thì chú Cường mắc ra đang làm cho anh Năm ở dưới. Cậu Năm con cậu Năm của Khánh á đang làm nhà, đang lập nhà, nếu mà làm xong rồi Cường mới lên gắn cái cửa sau cho mở. Dạ. Ừ. Tại vì sớm mở lên mà thấy đang làm. Dạ. Bị gì ở dưới thì bị bên đó thì mợ kêu bà bằng anh Năm, còn cậu thì cũng Khánh là cậu kêu cậu Năm. Dạ. Thì mợ kêu bằng anh. Vậy là tổng số tiền của quý mạnh thường quân đó là cô chú Khánh đã giúp đỡ hết căn nhà cho bà hai đó là 33.500.000. Còn 2.000.000 kia là của mấy dì mấy dượng hùng với nhau hộ vô là tổng cộng cả nhà là 35.500.000. Đúng rồi, đúng là gì? Hoàn thành xong rồi. Ừ, đúng rồi, đúng gì là của Khánh nói y vậy, y dạ. Vậy luôn. Dạ. Thì mợ cũng xin cảm ơn chú Khánh, thím cô Nhi, anh chị đi. Giờ cũng mà như mợ thì đi. Cũng xin tài trợ trong gia đình, mợ cũng như xin cảm ơn cô chú mãi cũng tài trợ cho số tiền cho bà ngoại, cho mẹ cất được cái nhà che nắng che mưa. Mợ cũng rất cảm ơn, mợ không biết nói gì hơn. Mình biết là mấy dì rồi mấy dì với lại cậu Út ở đây á thì cũng đi lấy chồng đi theo chồng rồi cũng cũng không có dư giả cho nên là cũng không có xây cho bà hai được cái nhà cho nó đàng hoàng để mà bà hai yên tâm cái lúc tuổi già mà khi mà trời mưa trời gió. Thì ở đây là có nhờ cô chú Khánh đã thay thế cái lòng hiếu thảo của mấy dì và cậu Út ở đây giúp đỡ để cho mấy dì và cậu Út để xây cho bà hai cái nhà. Con vô cùng con cảm ơn cô chú Khánh rất là nhiều. Thì mợ cũng xin nói giờ bị gì cũng như bà mẹ thì cũng có con có cũng 5-6 đứa con cũng rất đông mà giống như giờ có chồng tứ tán hết gia đình thì đứa nào cũng có chồng thì cũng như cũng nghèo không có giúp đỡ mẹ được thì cũng đây là cũng nhờ cô chú Khánh thì cũng tài trợ được cất được cho cái nhà rất cảm ơn cũng ghi đây cũng nhờ Khánh thì cũng bà ngoại mới được cái nhà. Nếu mà không có nhờ Khánh thì thật tình Khánh thì bây giờ Khánh thì cũng không có giả dối, Khánh là thiệt tình nào giờ Khánh cũng như mới biết là
mợ mới biết Khánh là có mấy tháng nay. Khánh là cũng như người thiệt tình, có làm sao nó vậy, không có giả dối mà không có xảo táo, không có gì hết trơn á. Thì nếu mà ở ngoài mấy cô chú đầy tợ số tiền bao nhiêu thì Khánh về cũng để là cũng tài tợ lại cho người khác y vậy thôi, chứ Khánh không mà để bỏ tiền túi mà xài riêng một mình, không có vụ đó. Mợ biết Khánh là thiệt tình, không giả dối mà không có xảo táo không ta nữa. Mợ có làm sao mà nói vậy à, chứ mợ không có mà bình Khánh là nói Khánh này kia, không có vậy. Ông ngoại con cũng là người đàng hoàng mà tư. Hồi đó thì mợ cũng biết là ông ba với bà ba cũng ở đó, ông ở chung sớm bên bên chồng của mợ là ông ba bà ba thiệt tình dữ lắm. Bà ba hồi đó bà giỏi dữ lắm, giỏi luôn á. Bà đứng đi buôn bán này kia. Hồi đó hồi xưa á, thì ông bà mình thì cũng nghèo chứ đâu có giàu. Thì hồi đó bà cũng đi ghe cộ luôn á. Thì lúc bà thấy bà cũng tội nghiệp dữ lắm. Ông ba bà ba thì mợ cũng biết, mà lúc mà ở đây mà về dưới gặp cô tư về dưới là mợ biết ông ba với bà ba. Thì ông bà thiệt tình thương người lắm, không có xảo táo, không có gì, ở đời chồng sớm ai cũng thương hết trơn á. Mợ thì cũng mới biết Khánh đây cũng mấy tháng, mợ thấy Khánh mà cũng thương, Khánh thiệt tình lắm. Từ nào giờ Khánh không có giả dối mà không có nói cái chuyện gì hết trơn á, có làm sao Khánh nói vậy. Nhưng mà Khánh không có xảo táo, nhưng mà Khánh thì ví dụ như Khánh thì ở ngoài thì cô chú tài tợ bao nhiêu tiền thì Khánh về cũng tài tợ y như vậy. Như ông bà cô chú anh chị nếu mà hiểu cho con thì cũng xin hiểu giùm mợ tư con. Tại vì mợ tư nói thì nói nếu mà người sống mình người sống thì mình nói gian cho người sống thì cũng không sao. Đúng. Nhưng mà người chết rồi thì mợ tư không bao giờ dám nói gian. Đúng rồi. Đúng mợ tư. Bây giờ Khánh thì nói vậy mấy cô chú phải tin tưởng Khánh đi, Khánh không có giả dối ai hết trơn. Khánh nó thiệt lòng dữ lắm. Tại vì thấy mấy cô chú giúp đỡ cho Khánh, đưa tiền Khánh bao nhiêu, với Khánh về cũng giúp đỡ người ta y ba vậy thôi, chứ Khánh không bao giờ mà giả dối mà tiền Khánh để bỏ túi riêng kiếm xài, không có vậy đâu. Khánh người tốt lắm, không có. Mấy cô mấy chú cũng tin tưởng Khánh đi, đừng có nói là Khánh này kia tội nghiệp cho Khánh, Khánh không có vậy đâu. Con cảm ơn mợ tư, con cảm ơn mợ tư rất là nhiều. Tại vì tuy là mợ tư gần bên ông ngoại con, nhưng mà trước đây thì con cũng không có dịp để mà con qua con biết mợ tư. Nhưng mà dòng họ nhà con bên ngoại con thì mợ tư biết hết. Biết hết rồi. Dạ. Thì con cũng cảm ơn mợ tư đã có những cái lời chứng thực này cho con. Con cảm ơn mợ tư. Con cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị em ở tất cả và những quý fan trên kênh Hương Vị Đồng Quê. Con cảm ơn vì đã có cái sự tin tưởng và đã lên tiếng dành lại sự công chính cho con. Con cảm ơn rất là nhiều. Ngoại của Khánh á, ông ngoại bà ngoại của Khánh là mợ ở gần đó mà biết ông ngoại với bà ngoại của Khánh là ông bà thiệt tình lắm. Ở chòm xóm ai cũng thương ông ngoại với bà ngoại tên á. Lúc đó bà ngoại bà đi ghe, là bà mua cao, bà mua chuối, bà đốn, bà đi ghe, bà đi một mình bà, đi với cái bà kia, hai người đi chung một xuồng vậy á. Bà kia biết lội, bà ba không biết lội, đi nửa chừng cái chìm cái xuồng mà bà lội được, bà kia bà lội lên được, còn bà không biết lội, bà mới chết. Bà kia gì mới báo đồng nghiệp bà ba dữ lắm. Hồi đó ổng bả thiệt tình, ở sớm ai cũng thương ổng bả dữ lắm. Mà giờ bả gũi go vậy thì cũng hồi đó thì Khánh còn nhỏ, Khánh chưa có biết. Lúc đó Khánh còn nhỏ xíu à. Mẹ Khánh đẻ Khánh chưa? Lúc đó là chắc như chưa đẻ. Hình như chưa gì, chưa. Hồi đó chị Sáu chưa có đẻ Khánh, thành ra Khánh chưa có biết. Giờ Khánh lớn lên, Khánh biết thì thấy bà ngoại Khánh cũng tủi lòng dữ lắm. Hồi đó thì mợ cũng ở sơ, mợ thì ở đây mợ về dưới cũng lâu lắm, mợ về dưới cũng ở gần, bị gì lúc trước là bà ba với ông ba ở đó, với mẹ của Khánh cũng ở đó, sau này chị Sáu mới có chồng với Hòa Bình, chị Sáu mới về dưới mới sanh Khánh. Còn ở dưới hồi xưa gọi là Hòa Bình hả mợ? Ở đó với Hòa Bình đó. Tân Thành Bình thì đó. Hòa Bình phải. Thành Tân Bình Thành Bình hả? Không phải, Hòa Bình là bên đối diện xéo xéo của Sáu á. Mới đó mới là Hòa Bình. Tại vì mợ nói hay hồi đó mẹ ở trong lộ chứ mình ở đây hồi ở Hòa Lạc rồi đi xuống Hòa Bình đâu có xa đâu, cũng sát bên thì từ nhà mợ tư là bà ngoại, nhà bà ngoại ở đây nè đi xuống nhà của bà ngoại mình là khoảng 2 cây số ở đây hả? Ở đây xuống cũng cỡ 2-3 cây số. Còn nếu mợ ở dưới đi xuống nhà bà ba là gần xịu luôn. Đi chút xíu tới xíu rồi sát bên luôn đó, mà ở dưới cũng lâu lắm. Anh Năm, chị Sáu rồi mấy người cậu kia thì cũng biết hết. Anh Năm, Sáu, anh Bảy. Nhưng mà anh Năm anh thiệt tình, anh giỏi giắng dữ lắm. Anh mần công việc nhà, anh mần hết trơn luôn.
Dụ cơm nước chén bát lộn mần lỉ mỉ như người bà, thấy anh giỏi lắm mà nói gì cũng thiệt tình. Ông anh em chị em mà nói đàng hoàng lắm chứ ảnh không có mà gầy la gì hung hết trơn á. Thấy ảnh là ảnh hiền, nội ở trong nhà là ảnh hiền nhất á. Ảnh hiền nhất mà ảnh giỏi vắng, ảnh mần dữ lắm luôn á. Mà Tư có công nhận với con á là cậu Năm con sống người ta ở trong xóm ấp người ta nể cậu Năm con không? Đúng, nể. Để vì anh Năm là người ảnh uy tín. Dạ. Nói sao có anh vậy, anh không có nói thêm nói bớt ai, có anh sao nói vậy, anh không thêm bớt mà anh em ảnh người nào cũng thương ảnh hết trơn á. Mợ biết là thấy ảnh mợ về thấy ảnh cũng mến ảnh luôn á. Dạ. Ảnh thiệt tình dữ lắm, ảnh nói chuyện đàng hoàng, thấy ai cũng mến cũng thương ảnh, ai cũng tùng phục hết ảnh. Nói sao vậy chứ không có, hãy dụ chị em trong nhà nói sao ảnh cũng xếp xếp đàng hoàng chứ ảnh không có túng ra ảnh không có nghe lời ai hết trơn. Cái mát này là hổm bé Chín nó đi ra ngoài nó mua. Bé Chín là cậu Út á hả mợ Tư? Bé Chín là mợ kêu bị nó em mợ á, mợ dạ. Kêu bé Chín vậy á. Ừ nó mua rồi về cậu Tư cũng lên có làm mát cho nó, hổm cậu là... Tư lên có làm. Dạ, vậy là nhà mình có cái máng sói nè. Đúng rồi. Rồi có mấy cái lu nước giờ vô trong này rồi. Dạ. Rồi có bồn hấn nước mưa. Ừ, cái bồn này hôm đó thì cũng nhà nước cho bà ngoại. Dạ. Ừ, bà cũng như hộ nghèo đó. Dạ. Rồi người ta cho đầy tợ cho bà ngoại cái bồn nước đó đó. Dạ. Hiện giờ làm cái nhà này kế bên đây, hiện giờ mua cái máng đằng sau này trời mưa á, đằng mình hứng nước đó mình xài. Dạ. Kể như mua xuống vài đá mình mới hứng rồi cũng như rửa ráy cho nó sạch sẽ hơn. Dạ. Bị ở đây cũng như hôm đó là Khánh cũng tài trợ cho nước đó rồi nhưng mà nạp mới bển rồi nhưng mà dạ. Nó chưa có qua. Chừng nào qua là mở Tư cho con hai liền con. Chừng nào con nó qua nó gắn cái đồng hồ rồi là mình đi mua đồ rồi mình kêu người ta gắn rồi là điện Khánh lên. Dạ. Người ta đang gắn thì có Khánh lên quay nha. Dạ. Tại vì nạp cũng lâu lắm, cả tháng mới có. Dạ. Bị hôm đó nó đợt bệnh á thì thằng cháu nó qua bển nó nạp mà đóng cửa kêu không có ai hết trơn. Thì sau này mới nạp đây nè. Chắc cả tháng mới có, chừng nào nếu có thì mở điện có thì mở cho con hai chạy lên chứ không chứ không gì. Con mừng cho bà ngoại quá. Bà cũng mừng, bà mừng này bà nói bà hỏi mà kể đâu bà yếu quá kể không biết bà được đưa lên cái nhà mới không. Dạ, mà nay lên thấy bà khỏe thì mừng á. Dạ. Chứ bà mừng bà hy vọng lên được cái nhà mới. Ừ. Cái bữa diện hai gì cũng mừng quá thôi, mừng không đưa bà lên luôn cái mợ cũng sợ con buồn đó. Dạ. Không có con tiếc mà mợ Tư. Ừ, rồi cái mợ nói hoài con còn muốn mợ Tư em bà ngoại lên sớm sớm chút lên sớm chừng nào bà khỏe. Dạ. Đây mợ tính để bữa 29 là dọn sạch sẽ tại vì bà ngoại rồi lúc hổm thì bà yếu. Dạ. Bà yếu cái bà ngủ bằng đêm bà tiểu cái bà ấy tùm lum hết trơn à. Dạ. Bữa nào mình cũng mắc dọn dẹp dạ thành ra thì cái hô để tắm rửa sạch sẽ hổm á thì tắm rửa sạch sẽ mới đem nó lên thì bữa sau mợ lên mà mới biết là đem lên vì sáu giờ ở đây tắm rửa cho bà ngoại đem lên lên nhà mới luôn. Dạ. Cái bữa mộng hai bữa sau mà lên mà nói ủa hổm mợ nói Khánh rồi mà làm vậy sợ Khánh buồn nữa. Bị gì thôi để 29 đem lên ngoại dọn đồ lên đặng Khánh ấy nè Khánh lên á. Rồi cuối cùng cái đem lên rồi mợ rồi sáng giờ mà sợ con buồn. Con biết chuyện mà mợ Tư con biết rồi. Thì con biết rồi mà không có. Bà hai ngồi vậy ăn được rồi nè. Bà ăn cháo hả bà hai? Cháo với thịt phải không? Thịt heo nướng. Dạ thịt heo nướng bà hai là cái món này là món khoái khẩu của bà hai. Bà hai gán ăn thịt heo nướng dài dài nha, giờ heo rẻ lắm hơn bữa hổm ở nha bà hai. Thịt heo rẻ rồi mình mua mình ăn được rồi bữa hổm mát. Bà hai bữa nay tự ngồi dậy thì múc cháo ăn được rồi, con mừng cho bà hai quá. Mình tính là mình đi về tại vì mình có hẹn với mà Thím Út của Thím Dượng Dượng gì cô Út. Cái đầu óc của con vợ bị rối lộn luôn rồi gì mà mợ Tư. Rồi cái mợ Tư với dì Sáu ở đây nè. Làm nước đá lỡ lạp rồi rồi vừa nói là bắt một hai phải bắt mình uống hết ly nước mới cho mình về. Nên thôi giờ con cũng mời ông bà cô chú anh chị uống với gia đình của mợ Tư, gia đình của bà cụ ở đây ly nước. Dạ. Nãy giờ dì Sáu ở sau lui cui đập nước đá với làm cà phê. làm nhà cho bà ngoại xong rồi vậy rồi mai mốt mấy gì có về mấy Dượng có về nữa không mợ Tư? Mai mốt thì để
mấy dượng mấy dị về dì hai về chắc có đám giỗ, đám giỗ là mùng mấy tới đám giỗ ông ngoại. Dạ. Thì dì hai mới có về tới. Dạ. Về dì hai mắc công chuyện không có về. Dạ. Rồi cũng như làm nhà cửa này thì cũng như bà ngoại thì đang già thì yếu quá, thì mợ cũng không không những cất được cái nhà thì ở, thì cứ mợ không có làm đám tân gia. Dạ. Thì dì ngoại cũng bà mẹ của mợ là cũng đang yếu á. Dạ. Thì cũng như để tiền lo thuốc men cho bà hàng dạ. ngày. Ừ. Chứ mợ không có làm tân gia. Dạ. Thì đáng lấy ra như nhà của người khác á, thì sau khi mà cất nhà xong thì người ta sẽ ăn mừng, như là ăn mừng nhà mới, gọi là đám tân gia. Nhưng mà nhà của bà cụ hai ở đây á, thì như lời mợ Tư vừa nói xong á, thì tại vì bà hai bà cũng lớn tuổi, cũng trong lúc tuổi già rồi, cho nên là ở nhà cũng không có làm đám tân gia gì hết, để tiền lo thuốc men cho bà hai. Đúng như vậy, Khánh nói đúng như vậy. Dạ. Dì Sáu hôm nay Dưỡng Sáu khỏe không? Khỏe. Dạ. Rồi hôm nay không có đi bệnh viện lãnh thuốc gì không? Có, hôm không có đi bệnh viện khác đi lần. Dạ. Dì Sáu hôm nay ngày nào cũng qua thăm ngoại không? Hả? Hôm nay dì Sáu ngày nào cũng qua thăm ngoại không? Ngày nào cũng. Dạ. Ngày nào cũng qua. Dì Sáu con thì ở gần đây. Dạ. Thì bữa nào dì Sáu cũng lên trực bà ngoại. Còn như mà ở xa hai bữa mà mới lên tới một lần. Dạ. Mà ở xa hơn mà mà từ mở lại không có biết chạy xe Honda nữa. Mới đi toàn là đi xe đạp rồi mắc thêm đứa cháu ngoại nữa. Cháu nội con. Cháu nội hả mình ơi? Cháu nội. Cháu nội giờ cũng như mợ có hai đứa con. Dạ. Đứa con gái thì gả có con, nó ở sống bên chồng đó. Còn mợ cũng như thằng tay mình cưới dâu rồi. Thì nó có con này, con nó 3 tuổi. Thì nó hai chồng đi làm ở nhà mình giữ nó. Thì nay hôm qua nay nó bị nóng đầu, nó ấm hẳn, hôm nay nó muốn bệnh, nó ho, nó nhẽo, mà ở nhà mình giữ nó. Cái mợ đi lên đây thì bắt ông nội nó giữ. Dạ. Có một đứa. Hai chồng đi làm, rồi chủ nhật nó mới nghỉ. Dạ. Nó có lên đây bữa chủ nhật mới lên. Bình thường thì nếu với tên này có một chuyện gì mà khi còn Tư đi mà ở nhà mình giữ nó, mợ đi nó đòi theo mà đi xe đạp mà đâu có chở nó được. Nó hô bà nội đi, bà đi, bà nội đi, coi bà nội ngồi trước á, con ngồi sau. Cái con ôm bà nội chở con đi. Nó nói vậy. Bốn gánh nó yên á, cái nó hô thôi. Dạ. Con ngồi không có được đâu, nội đi bà ngoại, bà nội đi chút bà nội về. Đi nó đòi đi theo mà không cho đi, đi tại nắng nè. Dạ. Mà thôi đi con ở nhà, mai mốt mẹ về chở xe đi, bà nội không biết chạy xe, bà nội xe đạp mà sao chở con được. Cái nó đi, cái nó đòi theo, cái mợ đi lên đây thì ổng dụ dắt nó đi bên giường, nó đòi đi đòi theo. Bởi thành ra mợ cũng ít về. Ừ, mấy mới mợ gì con nói đi, mợ tôi nói tới đi, con nói gì nó mợ mợ cũng ít cái về á. À. Cũng như mợ đi hai ba bữa mới lên là à, mấy mợ của con hôm nay cứ rủ con đi lên tỉnh chơi hoài à, mợ ốt với mợ năm con á, là hôm nay rủ luôn lên tỉnh chơi hoài, mà hôm nay công chuyện ngân lưu bu rồi, với lại tùm lum tùm la hết tên à, rồi con gối nùi rồi con ở nhà con lo tùm la, vừa buồn mà vừa đủ thứ chuyện đó mà ta, giống như là mình bị kêu gì ta, bình thường nó giống như cái kiểu giống như là bị chồng bỏ vậy đó. Thì cái cảm giác mình y vậy á, bị thất tình. Dạ, bị thất tình vậy đó, đúng rồi. Nói chứ mình chuyện gì chuyện đó mình cũng thấy gầu lo rồi, tại vì người ta thì ta không kiểu, người ta không có được tốt, người ta nói mình vậy thôi, chứ trên đời thì ai cũng tốt chứ không ai xấu hết rồi. Thì mợ thấy là Khánh thì tốt vậy thôi chứ tại vì cái tiểu người ta phá mình á, tại người ta biết người ta phá mà nói vậy thôi, chứ Khánh thì thực tế là Khánh không có như vậy. Rồi con không có đi lên tỉnh chơi được. Để cái gì? Khánh thì cũng ở bệnh, nhưng cậu còn Năm với mợ Út nó thì ở sát bên đó, ở sát bên Tư mà ở dưới sát bên đó. Vậy là dì Sáu ít có xuống nhà mà Tư chơi lắm hả? Có xuống, hồi lâu đám tiệc mới xuống mà mở chơi xuống rồi về không biết ở sớm không biết ở đâu đi chơi vòng vòng. Không biết không đi vòng vòng. Vậy là tối ngày lo đi mần kiếm tiền đúng để ăn để sống thôi chứ vậy. Còn không có là không có đi dài ghê. Đúng rồi. Không có đi dài ghê. Đám tiệc thì đi.
Bởi ở dưới mình biết sao, có người ta đi chơi gà ghê, ta nhiều chuyện lắm, ta nói này nói kia. Tại vì mà ở dưới mà làm có công chuyện mà làm có mà nghỉ, mà không có đi nhiều chuyện, ai không nói đâu chối ai trơn. Mà thấy ở dưới có sớm là cũng nhiều chuyện lắm, ta đi người ta tại người ta rảnh giỏi ở không có nói gì, đâm thọc người này đâm thọc người kia, ta nói này nói kia mà không có đâu. Mà có một chuyện làm có thôi, mà đi chơi mà không nhiều chuyện ai. Con cũng vậy, tối ngày con ở nhà con không có đi, con đi làm gì nè, chứ con ngoài con đi làm ra con không có đi đâu hết trơn. Cái người rảnh rỗi biết nhiều chuyện vậy á. Chứ còn mấy người người ta nghèo khổ thì người ta lo người ta mần người ta ăn có đâu mà ăn thì đi rảnh rỗi đi đặt chuyện này chứ dạ, nấu không đâu đi chơi bởi vậy. Mà ở dưới vậy trong nhà nó không có gây lộn chứ lộn ai không có đi đâu ở nhà có một chuyện làm vậy mình khỏi có đòi chối khỏi có sợ ai. Tại vì mấy người đó cái miệng thì để không không được, thế mấy cái bản nó nhắc lại nhắc mấy khác hay gì. Dạ cái bản đó thì như có một số cô chú như cũng hiểu cái từ Việt Nam mình á. Nhiều khi mình nói chứ mình cũng không có hiểu là cái từ đó nó càng sao rồi nó không chưa có đúng cái nghĩa của nó. Vì cô chú Mạnh Thường Quân mới thấy mấy cô mấy chú kia góp ý như vậy là thấy chắc đúng rồi, cho nên là con phải đi sửa lại một cái bản khác con gắn lên. Vậy cái đó là cái như cái kỷ niệm cái bản đó là để mình làm kỷ niệm lại, với lại cũng sau này mình cũng nhớ ơn cái người giúp đỡ cho mình là người Mạnh Thường Quân á. Như mình để cái bản cho đúng ý nghĩa của mãi người ta đồng ý vậy. Dạ. Rồi mình làm đi vậy làm sao dạ. Mình dùng cái bản á dạ. Mình biết là người ta cũng phải tài dạ. Cho mình. Tại vì thật sự là mấy ông bà cô chú anh chị ở ngoài nước ngoài á cũng không phải là người ăn ở không mà có tiền để làm từ thiện, mà là người ta cũng phải bỏ sức khỏe bỏ công sức đi làm hàng ngày rồi cũng chắc chiêu dành dụm rồi mới gửi về cho mình. Ở đâu cũng vậy cũng mừng dạ. Chứ đâu có ở không dạ. Ở đâu cũng vậy thì ví dụ như mình ở đây mình gia đình bẩn chật eo hẹp thì mình không có số tiền thì mấy cô chú thầy tợ chất tất cho mẹ mình được cái nhà mình cũng vui mình cũng mừng dạ. Mình cũng nói với ai cũng vậy cũng cực khổ đồng tiền cũng mừng dạ. Mồ hôi sốt mắt nó có dạ. Đồng tiền người ta mới gỡ người ta làm người ta gỡ về cho mình dạ. Mình cũng rất cảm ơn người ta chứ không biết dạ. Nói gì hơn dạ. Chứ có nhiều người người ta như có cái quan niệm là chắc ở bên đó dư tiền rồi mới làm từ thiện mà thật sự không phải. Mấy ông bà cô chú anh chị những người làm từ thiện là những người hiểu chuyện rồi mới chia sẻ cái phần giống như chén cơm của mình đi, mình ăn lần hai chén mà giờ mình ăn chén mình nhường lại chén cho người khác ăn hiểu biết rồi dạ. Chứ không phải là đồng tiền ai cũng vậy cũng bằng dạ. Cực khổ dành dụm ta mới có ta mới gửi cho từ thiện dạ. Không phải gì không mà ta ở không mà ta có tiền ta gửi cho mình dạ. Dạ. Vậy á, bởi vậy con tôn trọng Mạnh Thường Quân dữ lắm. Tại vì người ta có một cái tấm lòng lòng tốt. Nay thì má thì nay cũng khỏe rồi, bà lên được nhà mới bà mừng dữ lắm, mà ăn uống được cũng được. Nay thấy bà cũng khỏe rồi, lúc trước thì bà ở đây thì bà ăn uống không được. Hôm đó thì bà yếu quá yếu bà mệt, bà ăn được ngày một ngày ăn có một bịch cháo à. Nay bá ăn một lần là được một bịch rồi, nay bá mừng quá, bá lên nhà mới bá mừng quá rồi đó. Nay bá khỏe nhiều rồi. Con thấy con mừng ghê. Ừ. Bá lên bá mừng hồi nãy Khánh nói bá mừng hết sức luôn. Bá mừng quá trời, ngoại mong muốn cất được cái nhà, ngoại mừng quá ta chứ biết chừng nào ngoại mới cất được cái nhà. Ngoại cũng như cảm ơn Khánh nhiều vì ngoại cũng có Khánh ngoại mới cất được cái nhà. Tại vì Khánh thì cũng quay phim cũng để tài trợ mấy cô mấy chú mới tài trợ cho ngoại cất được cái nhà, ngoại cũng mừng dữ lắm, ngoại cũng cảm ơn Khánh cũng nhiều, với cảm ơn mấy cô mấy chú ngoại cũng nhiều lắm. Thôi giờ con chia tay với bà ngoại nha. Bữa nào có dịp cái con rảnh cái chạy lên con thăm bà hai. Rồi. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ. Lớn mà nghe. Bà hai gắng khỏe nha. Con về nha.